tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cập nhật lại một cái site là review. Trước kia mà năm 2019 mình đã có hướng dẫn cho tất cả các bạn tham gia dự án này các bạn. Hiện tại công ty nó có tặng thêm là 610 cổ phiếu review cho tất cả các bạn nào tham gia và làm nhiệm vụ của nó tất cả các bạn. Nè, thực hiện các bước đơn giản và nhận 400 cổ phiếu review. Bạn nào chưa đăng ký thì vào đăng ký một cái tài khoản đăng ký như là những website bình thường thôi các bạn. Mail username, mail password này nọ và mail confirm các bạn, rồi đăng nhập thường xuyên để làm nhiệm vụ. Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng bạn có 500 quà tặng review. Bạn có thể mời 5 người bạn và chuyển cổ phiếu quà tặng review cho họ, sau đó bạn sẽ nhận được 250 review. Này thì mình không quan trọng nha các bạn. Đây mình hướng dẫn các bạn nhận 650 cổ phiếu review tiếp theo nha các bạn. Đóng đi. Sau khi tham gia, tất cả các bạn nào mà đăng ký mới các bạn sẽ nhận được là 1000 review nữa nha các bạn. Đây thì nhận được 100 review này mình đã giới thiệu được app của mình cho tất cả các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba dấu gạch nè. Các bạn nhấp vào một, các bạn vào đây chỉnh sửa hồ sơ cá nhân của mình nha các bạn. Còn các bạn nhận bấm vào một cổ phiếu thưởng nè. Đây thì dự án review này là dự án của tặng Nga hướng về thời đại 5.0 nha tất cả các bạn. Một đây thì hiện tại nó tặng miễn phí cho tất cả các bạn và các bạn nên cố gắng chơi nha các bạn, dù rút tiền được không được thì cái đó tính sau nha các bạn. Rồi. Nhận cổ phiếu review thưởng bằng một tiền giảng. Đây thì nó có hướng dẫn các bạn nào không biết thì nhấp vào những video này nó hướng dẫn các bạn. Đây thì mình hướng dẫn các bạn nè. Kết nối đăng nhập bằng mạng xã hội Telegram nè. Các bạn sẽ nhận được 80 review nè. Này kết nối bot nè, nhấp vào kết nối bot nha các bạn. Đăng mình theo dõi thông tin của nó luôn các bạn ơi. Các bạn chờ chút nha. Rồi nó không có yêu cầu gì hết. Mình bấm gửi cho nó một chữ đi. Đang cho nó biết mình có tham gia. Rồi các bạn trở về nha các bạn. Rồi. Có gì thôi các bạn, rồi các bạn làm tiếp những nhiệm vụ tiếp theo các bạn, như là Instagram theo dõi và thích 5 bài viết cuối cùng. Có sẵn sau khi quy quyền qua Google đăng nhập. Đây thì các bạn làm những nhiệm vụ mạng xã hội nè. YouTube thì theo dõi và thích 5 video cuối cùng. Rồi các bạn nhấp vào link YouTube của nó nha các bạn. Bấm thích 5 video cuối cùng. Rồi các bạn bấm nút đăng ký nha các bạn. 5 video cuối cùng hay đầu tiên đó. Video nè. 5 video cuối cùng đấy. Quá tờ nhiều. Rồi được không? Thích hết luôn đi. Rồi các bạn bấm nút like nha các bạn. Rồi cứ làm gì tiếp 5 bài gì mình, vì mình sợ chính bản quyền nên mình cắt bỏ nha các bạn. Các bạn nào không biết không hiểu nữa thì nhắc đầu video của nó hướng dẫn cho tất cả các bạn. Đây nó có hướng dẫn cho tất cả các bạn liên kết nữa. Mấy này nè, những điểm bôi nè. Review. Mình đã được 1000 review nè, quà tặng là mình giới thiệu được 100.000 review nè. Mình nhấp vào một cục tiền thứ các bạn. Thông tin một bút tiền. Cái đây thì ai điện chứ?
rút tiền liên kết lịch sử, rút tiền lợi nhuận từ quận. Cái này thì nó mình rút qua USDT nha các bạn, nhưng mà hiện tại này chưa cho rút, có thể rút qua USDT RC20. Này thì hiện tại nó tặng miễn phí thì các bạn nào nha, làm vào tài khoản này, đầu tư hồ sơ cổ phiếu dịch vụ thông tin nạp tiền. Cổ phiếu để nhập lại. Nhận cổ phiếu đi điều thưởng bằng cách hoàn thành nhiệm vụ đơn giản. Cổ phiếu sẽ thưởng được và tích lũy thời hạn tự động vào ngày thứ 10. Cổ phiếu thưởng chỉ được tích lũy cho người dùng có hồ sơ được xác minh, xác minh hàng tháng được đầy đủ thực hiện. Các bạn vào xác minh danh tính nha các bạn. Các bạn vào đây với việc cập nhật vào một hồ sơ nè, cập nhật thông tin cá nhân của mình lên tất cả các bạn. Này các bạn vào đây cập nhật thông tin thành phố của mình các bạn, địa chỉ của mình các bạn. Rồi, tại vì hôm qua mình có nhận được một cái mail là từ bên review nè. Mình mở cái mail lên cho các bạn coi nè. Rồi, nó gỡ về cho mình cái mail nè. Tại máy nghỉ mẹ tức thiệt, rất vòng vòng rồi. Bó tay đi. Để mình copy sao chép qua mình dịch thử. Quý đối tác thân mến, Điều phát triển được cuộc thi tại sao trở thành đối tác Điều tham gia và nhận được gói chia sẻ Điều chi giá 1.000 USD với 1.000 USD. Mỗi người chiến thắng sẽ được chọn bởi Alexion, giám đốc điều hành của dự án là ông Alexion yêu này hoặc của người Nga. Điều chia sẻ một giá trị 1.000 USD. Mọi người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên từ tất cả những thành viên tham gia. 5 người tham gia sẽ được nhận được hỗ trợ 2 tháng trong việc xây dựng mạng lưới đối tác và giám đốc hành chiến lược của chúng tôi. Alistair là người mà anh ấy sẽ tự chọn. Ông này ông sẽ ra quyết định nha bạn. Điều khoản cuộc thi: viết bài về tại sao tôi trở thành đối tác của Điều, chụp ảnh dưới chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu cổ phần cầm trên tay, mở tệp màn hình của bạn và đính kèm ảnh này vào bài đăng của bạn, chỉ có thể trên tay đây. Đăng bài của bạn nên có liên kết giới thiệu, đăng nó trên các mạng xã hội như Instagram, Facebook, sao chép đường liên kết bài đăng của bạn và đặt nó vào cuộc thi. Cổ phần Boy Deal trong tài khoản người dùng của bạn, hạn chốt là ngày 10 tháng 8, cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 8. Bất kỳ đối tác nào đăng ký đều có thể tham gia dù cho ta có mua gói này hay không. Dù các bạn chơi miễn phí cũng được, cũng tham gia được cuộc thi nên các bạn. Cuộc thi này thì các bạn viết một bài đánh giá về Điều, rồi các bạn chụp một bức ảnh của Điều và một link liên kết chia sẻ của nó, các bạn đăng lên mạng xã hội Facebook nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình có cập nhật thông báo cho tất cả các bạn dự án trước đây mình đã từng hướng dẫn các bạn mà vì kèo miễn phí các bạn cho được, thì nếu mà nó cho rút được thì ăn có rút được thì thôi các bạn. Thì chào tạm biệt tất cả các bạn.